Vĩnh Phúc không chỉ làm say lòng du khách bởi vẻ đẹp thơ mộc, bình yên của những danh lam thắng cảnh nổi tiếng như một tam đảo bồng bềnh mây trắng, một hồ Đại Lải trong xanh, lãng mạn hay một Tây Thiên linh thiêng, huyền bí. Mà khi đặt chân đến vùng đất này, du khách còn được khám phá những địa điểm check-in, những không gian văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn, bổ ích. Một trong số đó phải kể đến là hoạt động ở các trung tâm, học viện nghệ thuật trên địa bàn toàn tỉnh. Trong những năm qua, nhiều trung tâm, học viện nghệ thuật trên địa bàn tỉnh đã được mở ra, đáp ứng nhu cầu của các bậc cha mẹ học sinh, giúp khơi dậy niềm đam mê nghệ thuật, mang đến một môi trường học tập vui chơi bổ ích, đóng góp cho sự phát triển toàn diện của các bạn nhỏ sau những buổi học căng thẳng ở trường. Ngày hôm nay, hãy cùng với Khám phá Vĩnh Phúc trải nghiệm trong một không gian nuôi dưỡng, ươm mầm những tài năng nghệ thuật ở thành phố Vĩnh Yên nhé! Với sự đầu tư nghiêm túc về chất lượng chuyên môn và cơ sở vật chất hiện đại, học viện này mong muốn tạo ra một nền tảng giáo dục nghệ thuật tốt nhất cho các bạn nhỏ, cả về tài năng, tâm hồn và nhân cách. Với mong muốn là một cái điểm đến đáng tin cậy cho những bạn trẻ hoặc là những cái người mà có thể có tình yêu với nghệ thuật mà họ chưa có một cái nơi nào để phát triển họ, thì với cái tiêu chí đặt chất lượng hàng đầu thì chúng tôi mong rằng là trong tương lai sẽ có nhiều người biết đến học viện AMA hơn, và chúng tôi cũng có thể đóng góp nhiều hơn tới nền nghệ thuật của tỉnh nhà. Tôi muốn chuyển lại tất cả những kiến thức thanh nhạc cũng như là những kinh nghiệm biểu diễn sân khấu tới với các học viên. Và với những học viên thì những ngày đầu mà tới với học viện thì hát còn chênh, còn phô, còn sai nhịp. Nhưng mà sau một quá trình học tập và rèn luyện ở Học viện Nghệ thuật AMA thì các bạn đều tiến bộ rất tốt. Học viện Nghệ thuật AMA hiện có nhiều chương trình đào tạo, khóa học khá toàn diện về nghệ thuật như thanh nhạc, đàn, nhảy, múa, với sự tham gia của các giảng viên, nghệ sĩ tâm huyết, giàu kinh nghiệm. Tại đây, các em không những được hòa mình vào thế giới nghệ thuật mà còn được tham gia các hoạt động ngoại khóa bổ ích, lý thú sau những giờ học ở trường lớp, được giao lưu và gắn kết trong không gian tràn ngập tình yêu thương của bạn bè, thầy cô. Tôi đã đem hết tất cả những cái nhiệt huyết của mình, cũng là những kiến thức mà tôi đã từng được học, được các thầy cô trao dạy để chúng tôi giảng dạy tại đây và truyền thụ cho các em. Đối với các em học sinh ở đây thì tôi thực sự rất là cảm thấy, nhận thấy khi các em học, các em rất là yêu thích cái bộ môn này. Và tôi là người trực giảng dạy piano ở tại đây. Các em rất là hăng hái, rất là say mê học tập và các em khá là thông minh. Trong cái thực trạng hiện tại như xã hội hiện giờ là các em phải đi học rất là nhiều, và cái áp lực trong cái việc học hành của các em, thì khi tất cả các em mà được tham gia một cái môn kỹ năng hoặc là cái môn nghệ thuật thì nó sẽ giúp cho các em giảm bớt căng thẳng, và thậm chí nó giúp cho các em rèn luyện được cái sự tập trung, cái sự kiên trì cũng như là cái nghị lực trong quá trình phát triển. Trên TV có rất nhiều nghệ sĩ đánh đàn giỏi và tiếng đàn rất là cuốn hút và giúp cháu đỡ căng thẳng và tập trung vào việc học hơn. Và cháu muốn trở thành nghệ sĩ piano vì đấy là đam mê của cháu. Chúng tôi sẽ kết hợp với cả sân khấu, trường sân khấu điện ảnh để có thể mở các cái lớp như là lớp diễn xuất quần chúng, lớp MC, lớp biên đạo quần chúng để có thể cấp được chứng chỉ chất lượng tới tất cả các bạn trẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Nếu có dịp, hãy hòa mình vào không gian nghệ thuật, nơi nuôi dưỡng những tài năng nghệ thuật ở các trung tâm, học viện nghệ thuật trên địa bàn toàn tỉnh nhé. Chắc chắn sẽ cho các bạn, đặc biệt là các bạn nhỏ, nhiều trải nghiệm thú vị và ý nghĩa trong dịp hè này đấy.